Dạ đúng, cái vấn đề đầu bất động cơ. sản đó là tụi nó đầu cơ, đầu cơ để tụi nó kiếm tiền, có Đầu cách này cơ. thế thôi đó. Nên Việt Nam mình rõ ràng còn lệ thuộc Trung Quốc ở cái lĩnh vực khoáng sản, ở lĩnh vực nông nghiệp, và tại sao mình phải nhập khẩu từ Trung Quốc đó, và tại sao người dân mình cần hàng Trung Quốc, nó lại như thế nữa. Người dân mình cần hàng Trung Quốc giá rẻ, Trung Quốc nó gần mình, đi đường nào cũng được cả, đi xe cũng được, mà đi tàu cũng được, đi máy bay cũng được. Đó. Nên cái nền kinh tế của Việt Nam với Trung Quốc bây giờ nó đang còn phụ thuộc, nó đang còn phụ thuộc nhau ghê lắm. Nhưng mà bởi vậy anh Lợi Minh anh nói là bây giờ là sắp sửa chúng ta phải chuẩn bị thoát trung, mà thoát trung bằng cái cách nào? Bằng cái cách toàn dân chứ không phải là cách của nhà nước không. Vậy thì trên góc độ người dân các bạn làm được cái gì để thoát trung? Bây giờ nè, Duy Nguyễn lấy ví dụ. Bây giờ bạn là người tiêu dùng đúng không? Thì cái hàng hóa nào bạn có thể chọn lựa thì bạn chọn hàng trung làm gì? Đúng chưa? Cái đó là Giá cách làm, rẻ. cái đó là cách làm các bạn. Khi mà cái thị trường ở Việt Nam này nó không còn nhu cầu thì mấy thằng doanh nghiệp nó nhập về làm chi, đúng không? Mấy thằng doanh nghiệp nó sẽ nhập ít lại. Cái đó là cái việc làm của các bạn đó. Nó còn những cái việc làm của cái cấp lớn hơn là gì? Đó, những việc làm cấp lớn hơn là vận động ngoại giao, vận động này vận động kia, vận động sao cho Mỹ nó quay lại đi. Tại cái thị trường Mỹ thị trường mình cần đó, thực tế mình không có nào nói là thị trường Mỹ là trường không cần, còn 11 nước kia chơi cũng được. Có nhiều cái cách để cho chúng ta thoát trung. Chúng ta muốn thoát trung chúng ta phải thoát từ cái nền kinh tế, và chúng ta phải có những thị trường khác đó, và chúng ta phải có được cái, và bản thân doanh nghiệp Việt Nam này á, xuất khẩu hàng nó phải chuẩn lại, sản xuất con giống gọi là nuôi trồng gì đó, sản lượng nó phải tốt lên, Đúng nó phải đúng rồi, phù hợp chất với lượng, các tiêu chuẩn của những cái đúng nước chất khác lượng, đó. đúng, mình phải chất lượng. Đó rồi tên là mình nói nha, rồi nói tiếp cho đã mà. Ok thì Duy nói tại anh đồng ý với Duy về lĩnh vực mà Duy nhận định, còn anh thì tại vì anh nhìn theo cái anh ở nước ngoài thì anh nhìn theo cái của anh nó khách quan hơn, nó lạc Dạ. quan hơn. Tại sao? Bởi vì anh thấy hàng hóa Việt Nam đã bắt đầu tuồn vào trong Mỹ. Đây là một cái Có. cách mà để cho mình thoát, cho tìm cách mình thoát chung. Nói chung đó, mình bắt buộc phải lệ thuộc vào Trung Quốc một không ít thì nhiều, tại vì nó là sân sau của mình mà. Một nước nước nó Cả thế quá giới trình đều đông lệ thuộc dân Trung Quốc đi. mà. Đúng Cả thế đúng giới đều đúng lệ thuộc đúng, Trung Quốc. cả thế giới cũng bị lệ thuộc Chung vào cho Trung nói Quốc. nha. Dưới. Em Đúng xin đúng. phép một cái nãy Nó không cứ nói. anh Taylor. Cái anh Taylor hồi nãy anh nói một câu là Mỹ gì Trung Quốc cần Mỹ sản xuất, nếu không Trung Quốc cần bao bo, thì câu này em không đồng ý. Câu này em đồng ý, tức là anh nói câu đó là anh đang nói nền kinh tế của Trung Quốc hoàn toàn nhờ thằng Mỹ. Anh nói vậy là cực đoan. Nha. Cái anh phải hiểu rằng á, cái nền kinh tế của Mỹ nó cũng nhờ thằng Trung Quốc, thấy bà nó đi. Đúng, Anh nè, đúng, nó nhờ đúng, Trung Quốc cái đúng. gì? Tại sao thằng Apple nó phải đặt nhà máy bên Trung Quốc mà nó không đặt ở nước Đúng. khác? Thứ nhất, Đúng. là cái lao động nó giá rẻ. Mà bây Nhân giờ công giá rẻ, đúng. nhưng mà Đúng. cái vấn đề quan trọng hơn là cái nguồn lao động nó có kỹ thuật để làm được những vấn đề đó. Và cái thứ ba nữa, cái nền công nghiệp Trung Quốc nó là cái nền công nghiệp có thể phụ trợ được cho thằng Google, chứ không lẽ bây giờ nó lắp Đúng. cái con chip của Mỹ xong rồi nó qua Malaysia nó sản xuất cái vỏ, xong nó qua Việt Nam nó sản xuất Đây. tóc rồi tùm lum, sao nó sản xuất cái điện Ừ. thoại. Nó phải có Chính cả một xác. cái nền công nghiệp cung ứng như vậy nó mới làm được. Đúng. Đó là cái giá trị của Trung Đúng. Quốc. Và Mỹ nó cần Ừ. Trung Quốc nó chết đi được, chứ không phải Đúng. là cái chuyện Bởi mà vậy Trung mình Quốc cần Mỹ không Duy đâu. nói đúng. Đúng. Nó lệ thuộc nhau. Nói chung là nó thằng Mỹ nó ở tuốt ở bên kia bờ đại dương mà nó còn lệ thuộc tới chi mình. Mình cũng lệ thuộc nhưng mà mình thoát được một phần nào để đặng mình không bị Trung Quốc họ kìm hãm. Cho nên hiện nay mình đã thoát chung, mình đã và đang bắt đầu thoát chung để đặng mình tìm cái nguồn mình backup, có nghĩa là mình tìm cái vùng mà phía sau lưng để đặng mà mình không bị Trung Quốc kìm hãm giống như lúc trước nữa. Dạ. Tại lúc trước thì mà giống như nói một số hàng mặt về hàng hóa Việt Nam đó, thì khi mà Trung Quốc họ không có thu thu mua thì mình bị chết, mình ứ hàng, mình bắt đầu là mình chết lên chết xuống Tại đấy. mình Hiện không còn nay đường thì đi anh. Tại mình không còn đường đi. đó Cái đó là mình không còn đường đi, và cái cách làm việc của nông dân Việt Nam mình chưa chuẩn. Cái đó nhìn nhận phải thật. đúng đúng, chính xác chính Chưa chuẩn. xác. Bởi vậy giờ mình người dân phải phải ngà mình phải thay đổi cái cách nhìn về vấn đề mà là sản phẩm. Mình đừng có phụ thuộc, mình đừng có giống như là coi trọng vấn đề mà số lượng, mình phải coi trọng vấn đề chất lượng. Khi mà chất lượng của mình có, cộng đồng thế giới họ sẽ quay sang Việt Nam mình, họ mua những cái sản phẩm của mình.
như những cái mà như nói là những cái sản phẩm của mình đã được vào trong những thị trường Mỹ, châu Âu rồi đó, phải nói đó là những cái bước tiến họ tốt. Còn nói về vấn đề TPP đó, anh nói với Duy đó, cái này không phải Mỹ nó phản bội mà nó sợ, tại vì nếu mà Mỹ nó đã bị kìa, hàng Trung Quốc hiện nay nó bị lệ thuộc rồi. Nếu mà khi mà nhà hàng Mỹ mà nó ký TPP thì biết sao, thì ở Mỹ người ta sẽ bị thất nghiệp rất là nhiều, Dạ đúng rồi, bởi vì đúng rồi. hàng hàng hóa họ bị thất nghiệp rất là nhiều, Mỹ thiệt hại Nhưng kinh tế mà nhiều hơn là nhiều hơn. Rồi tới nhưng Việt mà Nam mình. vậy, nếu mà nó sợ như vậy em cũng đồng ý. Tại sao cái Obama đã đổ công ra làm, thằng kia mới lên có ngày ký nó bỏ, là cái nhất, có phải là nhất là về cái quan điểm cá nhân là muốn thứ nhất là xóa bỏ đi cái thành tựu của tổng thống trước, và thứ hai là muốn làm an lòng cử tri, tài hứa đó. Nhưng mà như vậy á, em thấy cá nhân em nha, em thấy nó vi phạm cái nguyên tắc là cây gậy và củ cà rốt rồi đó. Đúng rồi, Nó đúng phải rồi, có đúng một, rồi. nó phải nhả ra một cái gì kinh tế cho nó mới lấy ra một cái ảnh hưởng về chính trị. Tự nhiên Đúng bây rồi. giờ bao nhiêu cái học hành, bao nhiêu công sức mà cái nền kinh tế của Mỹ nó quan trọng nhất trong đó nữa, nó nói bỏ là bỏ. 11 nước kia buồn chứ anh. Dĩ nhiên họ buồn, họ thất vọng, tại vì họ đang chờ đợi để đặt hàng hóa của họ được vào Mỹ một cách tự do hơn. Cho nên nếu mà vào Mỹ một cách tự do thì dân Mỹ sẽ bị mất nhiều công ăn việc làm. Đấy, thì mặc dù người Mỹ họ sẽ hưởng được những cái sản phẩm rẻ, giá thành nó sẽ thấp hơn, nhưng mà dân Mỹ sẽ bị thất nghiệp rất là nhiều, thất nghiệp nhiều. Cho nên ông Trump cái đường lối của ổng thì ổng bảo vệ nước Mỹ nhiều hơn, còn đường lối của ông Obama thì ổng có khe, ổng miễn sao là có lợi cho một cái nhóm lợi ích nào đó là được rồi. Với lại cái chính sách của ông Obama theo anh nhận định đó, thì ổng đi theo đường lối xã hội chủ nghĩa nhiều hơn, ổng áp dụng cái chính sách xã hội chủ nghĩa rất là nhiều mà người ta phản đối ổng rất là nhiều, mà trong khi đó cái chính sách xã hội chủ nghĩa người ta đã dẹp qua một bên rồi. Hiện nay người ta đã dùng chính sách gọi là nó gọi là tư bản, nó gọi là tư nhân hóa rồi, họ nó cái chính sách xã hội chủ nghĩa mà ông Obama ông sử dụng nó lỗi thời rồi. Ngay cả nhà nước Việt Nam mình cũng đã áp dụng những cái chính sách mới cho cái nền kinh tế rồi mà ông Obama bây giờ ổng muốn dậm lại, ông sử dụng. Cho nên cái TPP nó thiệt hại cho Mỹ rất là nhiều, nó thiệt hại rất là nặng nề. Dạ cho em hỏi một câu ngoài lề bên Mỹ nha anh. À, em hỏi một câu ngoài lề là ví dụ như em thấy mà mấy cái người Việt hải ngoại á, là người ta auto, người ta tự động auto, người ta chống chống Trung Quốc luôn á, thì em không biết là hàng hóa Trung Quốc bên bên Mỹ nó nhiều như vậy, người ta có mua không Họ mua đầy tất đó? cả những cái chợ, họ mua những cái, nói chung là nhờ hàng hóa của Trung Quốc mà họ mới sống còn. Họ đi vào những cái chợ siêu thị nó gọi là chính chính xu đó, họ mua coi như là đầy đầy Bởi đó, vậy họ mua đầy đó. Họ không phải chống thì nói chung chống tầm bậy tầm bạ vậy thôi, nhưng mà hàng Trung Quốc rồi nói chung ở Mỹ là cái gì nó cũng đầy ngập hết, mà làm sao mà không mua được. Ngay cả những cái cửa tiệm mà nói như nó gọi là 99 xu đó, là người Việt mình và ngay cả dân Mỹ vậy, nó ùn ùn vô đó nó mua, nó quá chừng rẻ không, họ chỉ có 99 xu mà nó đóng thuế nữa thì cho anh đồng đồng gửi đồ này kia tùy theo mặt hàng, nhưng mà đa số nó gọi là đá lờ store đó bên Mỹ đó, người ta mua đầy. vậy thì cái quan điểm mà kêu là thoát chung thì nói chơi cho nó vui vậy thôi chứ không đóng góp được gì Không ha. không anh ơi, không có góp được, tại vì Mỹ nó tụi tư bản tài phiệt mà, nó đi ra nước ngoài nó nhờ vào cái thị trường Trung Quốc để đặng nó kiếm lợi nhuận. Như em nói thằng Apple cũng vậy, nếu mà nó sản xuất cái máy Apple tại Mỹ thì anh nói một cái Apple iPhone mà sản xuất ra giá nhất khoảng 5.000 đô. Dạ giá mắc lắm. Mà trong khi đó nó sản xuất tại Trung Quốc đó, nó đem về nó bán 1.000 đô mà nó còn lời khủng khiếp luôn. Ai em biết là nó lời người ta nói nó lời gấp 3 lần luôn, ghê không? Tại vì ở Dạ bên kia nó trả lương người ta có đồng 2 đồng 1 giờ 1 ngày à, 3 đồng 1 ngày à, mà trong khi đó Mỹ em nghĩ đi, nó trả khoảng, nếu mà lương của một người mà lắp ráp là cũng khoảng 20 đô 1 giờ, là anh thấy không, là nó gấp biết bao nhiêu tiền rồi, rồi đủ thứ hết rồi, benefit rồi những cái quyền lợi của người nhân công nữa, tại vì cái luật lao động của Mỹ nó rất là khắt khe. Đấy, nó rất là khắt khe, cho nên nó phải qua Trung Quốc, nó đâu dám dọn về. Ông Trump ông cũng tìm cách ông dọn về nhưng mà ông rút đâu được, ông rút về thì dân Mỹ bây giờ họ phải chịu những cái chu cao thế nào, phải nói chung là giật giá nó sẽ tăng. giá hàng hóa nó tăng cao thì nó bán không được nó cũng chết.
đấy đấy chưa làm sao nó cạnh tranh lợi với thằng Samsung với thằng Nhật, không là lúc đó thằng Mỹ chỉ có chết thôi, phá sản thôi. Cho nên cái chính sách toàn cầu hóa của thằng Mỹ nó bị lệ thuộc, nó bị lệ thuộc vào Trung Quốc. Hiện nay Mỹ nó lệ thuộc vào những cộng đồng thế giới, ngay cả bây giờ thằng Mỹ nó cũng tìm cách nó thoát chung nữa đấy, nó đang tìm cách nó thoát chung. Nó bắt đầu những công ty nó bắt đầu thấy không có khó ăn ở bên Trung Quốc rồi, bắt đầu nó dọn qua Việt Nam, nó tìm đường qua những quốc gia khác, nó đang cũng thoát chung chứ không phải là mình thoát không đâu. Đấy, nhiều công ty Mỹ bây giờ nó đặt công ty Nhật, công ty của Nam Hàn, những công ty lớn nó cũng chạy qua Việt Nam rồi. Đấy, nó thấy thị trường của Trung Quốc bây giờ cũng khó ăn rồi. Mà anh Trung Quốc anh hay chơi những cái cách gọi là chơi kiểu giống như không có lành mạnh đó. Đấy, anh thấy còn vấn đề TPP thì nói chung là ông Mỹ ông Trump này, tại vì cái chính sách của ông đó là ông hứa dân Mỹ là nước Mỹ trước hết, ông làm gì là Đúng phải rồi, nước Mỹ trước hết, cái chính sách của ông đó. Ủa sao bữa Thành nay ra ông tìm cách. cái lo bên anh nó rè rè vậy anh? Nó không giống hôm qua. Ô vậy hả? Ô vậy để anh tắt cái để anh tắt cái Bluetooth. À, Thế nó cái đầu vẫn đeo tai á. đã như hôm qua anh. Ồ được chưa? Alo, Được chưa? Được chưa? Hello. được rồi anh, được rồi anh. Tại nãy anh móc không đúng. Anh móc không đúng nó kiểu. Bây giờ nó nghe anh như được. Nói chung thì Rồi bây giờ kinh trong tế trong Việt trong mà trong cái chủ đề mình này các bạn có thắc mắc gì, bạn cứ hỏi nha. Các bạn có thắc mắc hỏi. thì nói chung thì anh thấy thì mình là cái quốc gia mình nằm kế bên Trung Quốc thì mình cũng phải bị lệ thuộc một phần nào. Ngay cả thằng Canada nè, thằng Mexico nó nằm cạnh thằng Mỹ nó cũng bị lệ thuộc te tua hết. Anh Mỹ mà thằng Canada cũng vậy, cái nó lệ thuộc gần như Canada là một cái tiểu bang của nước Mỹ rồi mà người ta nó còn người Mỹ họ còn công nhận, mà nó lệ thuộc đến nỗi mà nặng nề như vậy đó. Canada toàn bộ thị trường mà bên Canada là nó lệ thuộc vào Mỹ gần như là hoàn toàn hết luôn. Thằng Mỹ mà không có, chỉ cần đóng cửa biên giới thôi là thằng Canada nó chỉ có khóc thôi, nó lệ thuộc đến độ vậy. Nhưng mà tụi nó là da trắng với nhau thôi, thành ra nó cũng làm việc, nó cũng cùng chung nhau. Nó ngày xưa nó cũng thằng Canada nó cũng tôn thờ Anh, nó cũng toàn tôn thờ cái chủ nghĩa hoàng gia, cho nên tụi nó giúp đỡ lẫn nhau, nó lệ thuộc với nhau dữ lắm. Ngay cả thằng Úc Đại Lợi cũng vậy, thằng Úc cũng vậy. Nói chung những cái quốc gia mà tụi nó lập, của mấy thằng mà da trắng nó lập á, như nước Úc ngày xưa nó là cái hòn đảo thôi, nó nhốt tù riết, thằng mấy thằng da trắng nó nhốt da trắng riết rồi nó thành cái quốc gia. Đấy. Thì Canada nó cũng chiếm của thổ dân da đỏ, thì Bắc nó còn Canada nó cũng thuộc về Bắc Mỹ, mà thằng Mỹ thì nó cũng là Bắc Mỹ, bởi vì người ta mới gọi là North America. Đấy. Thì America thì ta gọi là American thì là người Mỹ vậy thôi, người Bắc Mỹ nó gọi là người Bắc Mỹ đấy. Cho nên tụi nó lệ thuộc với nhau, kinh tế mà làm ăn kinh tế mình lệ thuộc, nhưng mà mình phải khôn khéo đấy. Còn dân của mình, nói chung đất nước của mình, người dân của mình mới đổi mới đây thôi, mình mới bước vào thương trường làm ăn, nhiều người họ còn làm ăn, họ còn giống như gì lòng tham đó, cho nên họ mới cho những cái mặt hàng nó đi vào luồn vào cái tiểu ngạch, nó đi qua những cái biên giới đi lậu đó, cho nên Việt Nam kiểm soát không được, chứ không phải là nhà nước Việt Nam để thả lỏng. Tại vì cái biên giới của mình, cái chiều dài đất nước của mình nó nằm dọc theo Trung Quốc rất là dài, nhà nước Việt Nam mình kiểm soát rất là khó. Nhiều khi những cái mặt hàng mà không tốt đó, như là thuốc trừ sâu, thuốc tầm bậy tầm bạ rồi đó, nó nhập lậu, nó gọi là đi qua tiểu ngạch, nhà nước mình kiểm soát không nổi mà. Thì giống nói chung thì đưa ra đó so sánh giống như thằng Mỹ với thằng Mỹ cái cơ vậy đó. Thằng Mỹ cái cơ, bởi vì giờ ông Trump cũng tìm cách, ông mấy chục năm nay thằng Mỹ nó kiểm soát không nổi, tới nỗi bây giờ ông Trump đòi xây bức tường lên, các bạn tốn biết tốn cả 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 ngàn tỷ đô la chứ không phải ít đâu. Ông với đặng mà ngăn chặn lại cái sự mà gọi là rối loạn của cái thị trường đó. Tại vì tất cả những cái đời sống mà thuốc phiện xì ke ma túy, vì những cái tệ nạn xã hội nó đi từ cái hướng Mexico đi lên đấy, cho nên bây giờ ông Trump cũng tìm cách để ngăn chặn. Ngay cả thằng Mỹ còn bị như vậy rồi, nói chi Việt Nam mình mà không bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc, các bạn thấy. Cho nên nhiều khi mình không thể đổ lỗi cho chính quyền hết được, mình bịch bên này thì nó xì bên kia, cho nên vấn đề là phải ý thức, người dân mình phải ý thức, càng lúc mình càng ý thức được nhiều thì mình sẽ giảm được vấn đề tệ nạn xã hội nè, những vấn đề như mà thức ăn bị ngộ độc nè, những thực phẩm nó bị kém chất lượng nè. Thì tôi thấy là đời sống người Việt mình trong nước ngày càng nó có gì thay đổi rất nhiều. Tại vì tôi về Việt Nam rất là nhiều,
cả hơn cả chục năm, mười mấy năm nay rồi tôi về đi thường xuyên á, tôi thấy đời sống thay đổi liên tục à. Ngày xưa thì mình về nó không sạch như bây giờ, bây giờ về đường xá sạch sẽ, người dân Việt Nam mình bao giờ ý thức được những cái cách sống ăn sạch, ở sạch, uống sạch và làm cái gì cũng sạch hết. Tôi thấy những bước tiến đột phá nó từ từ. Một cái đất nước mà một người dân mình ngày xưa mình sống mình bị cô lập với cộng đồng thế giới, mà hỏi chị em các bạn nghèo quá chừng mà, rồi bây giờ mình được vươn lên thì mình phải từ từ mình học hỏi. Giống như một cái em bé mới sanh ra không vậy, phải uống sữa rồi mới ăn cháo rồi mới ăn cơm rồi mà rồi bắt đầu mới tập ăn thịt rồi ăn đồ cứng từ từ vậy thôi. Thì đất nước mình cũng vậy, mình đi từng bước một. Đâu có ai mà lọt lòng ra khỏi lòng mẹ là bắt đầu đứng dậy đi, bắt đầu ăn cơm đâu. Đâu có ai, không có ai hết. Cái đó là một sự ngộ nhận mà những thành phần mà chống phá đất nước thì họ hay sử dụng những cái yếu điểm của đất nước, những cái khuyết điểm của đất nước, những cái khuyết điểm của xã hội để đặng mà lên án. Mình lên án thì không có gì sai, nhưng mà họ xuyên tạc là một điều không tốt. Đối với cái thế giới văn minh ngày hôm nay, lên án mình phản đối là bày tỏ sự hiểu biết để đẩy lùi cái tiêu cực của xã hội, nhưng mà mình lên án dùng cái sự cái những cái mà đổi mới của đất nước, những cái tiêu cực của xã hội để đặng mà xuyên tạc bóp méo á, thì nó là một cái điều không có văn minh. Đối với tôi nhìn thấy như vậy, nó không có một con người sống như vậy, nó rất là kém về vấn đề mà kiến thức, nhất là những người mà sống ở hải ngoại.